cách trị mụn bằng rau diếp cá với sữa tươi. Video trước mình có chia sẻ cách trị mụn bằng rau diếp cá với mật ong. Nếu bạn chưa xem video này, bạn có thể vào kênh iWomen để xem lại nhé. Và ngày hôm nay mình chia sẻ cho các chị em cách trị mụn bằng rau diếp cá với sữa tươi. Tổ hợp rau diếp cá kết hợp cùng với sữa tươi mang đến công dụng rất tuyệt vời dành cho những ai đang trị mụn ẩn và mong muốn có một làn da sáng và mịn màng. Cách trị mụn bằng rau diếp cá với sữa tươi như sau. Bước 1. Rửa sạch rau diếp cá và đem ngâm trong sữa tươi cho đến khi lá đậm nước và chuyển qua màu xanh nhạt. Bước 2. Xay nhuyễn phần lá diếp cá và lọc lấy nước. Bước 3. Nhúng mặt nạ giấy vào phần nước diếp cá vừa lọc, đắp lên da từ 10 đến 15 phút. Bước 4. Rửa mặt lại với nước ấm. Mặt nạ rau diếp cá có khả năng trị mụn ẩn cũng như làm đẹp rất tốt. Chỉ cần bạn kiên trì duy trì việc sử dụng mặt nạ rau diếp cá từ 2 đến 3 lần trên tuần, chắc chắn phương pháp này sẽ mang đến cho làn da của bạn những hiệu quả rõ rệt nhờ vào khả năng trị mụn ẩn tuyệt vời. Nếu bạn có câu hỏi gì, vui lòng bình luận dưới video này, chúng tôi sẵn sàng giải đáp. Cảm ơn bạn đã theo dõi, đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mới nhất về sức khỏe và làm đẹp của iWomen nhé. Chúc các bạn thành công!